Ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông được ấn định vào ngày Chủ nhật của tuần thứ ba trong tháng 11 hàng năm. Theo đó, thông điệp được đưa ra là tưởng nhớ người đi vì người ở lại với nhiều hoạt động hưởng ứng trên phạm vi toàn tỉnh. Các hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông được Ban An toàn Giao thông tỉnh tổ chức rộng rãi trên phạm vi toàn tỉnh nhằm cảnh báo cho toàn xã hội về thảm họa tai nạn giao thông, các nguyên nhân và nguy cơ gây tai nạn giao thông ở Việt Nam nói chung và trên địa bàn tỉnh nói riêng nâng cao nhận thức, ý thức của toàn dân trong việc chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông để phòng tránh tai nạn giao thông, nâng cao tinh thần trách nhiệm của lực lượng chức năng làm công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, góp phần thực hiện mục tiêu kéo giảm tai nạn giao thông trong năm 2023. Qua đây cũng kêu gọi sự giúp đỡ chia sẻ từ cộng đồng với những tổn thất mất mát khó khăn của các nạn nhân, gia đình nạn nhân tai nạn giao thông. Hoạt động tuyên truyền dưới nhiều hình thức như phát tờ rơi, xây dựng các pano, băng rôn, cờ phướn, áp phích, tổ chức các buổi tọa đàm đối thoại nói chuyện, triển lãm ảnh về tai nạn giao thông tại các bến xe, bệnh viện, trường học, tuyên truyền lưu động bằng xe ô tô có gắn loa, hoạt động thăm hỏi động viên từ ngày sáu đến 17 tháng 11 và có hình thức giúp đỡ phù hợp các gia đình nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông có hoàn cảnh khó khăn.